Quý vị biết cái chữ Mano là nguyên chữ đó có nghĩa là gì không? Mano là mặt nạ. Hình như mình có từ nào thay thế vô nữa hết á. Mình hay dịch là mặt nạ phải không? Chữ Mano nguyên chữ nó là gì quý vị biết không? Quý vị ghi một vài khái niệm như quý vị biết. Có nghĩa là đo lường. Đo lường cao thấp tính toán. Sorry. Đo lường tính toán. Có nghĩa là Mano. Bây giờ đối tượng của, chứ bây giờ nhắc lại, đối tượng của ý thức là gì? Cái gì? Pháp trần là gì? Pháp trần là đối tượng của tâm, ví dụ. Ví dụ. Hình ảnh, giọng nói, yes. Dùng hình ảnh, giọng nói gì nữa? Âm thanh. Một niềm vui, một nỗi buồn. Một tư tưởng, một suy nghĩ. Một cái khởi niệm trong tâm của mình. Tất cả những cái nó gọi là đối tượng của tâm. Hay mình gọi là pháp trần. Cái buồn bực của mình cũng là đối tượng của tâm. Có một cái trong tiến trình này á, quý vị biết cái sân nhà này nó đi xuống tới tầng dưới này lần này. Thì Papancha đây là nói một cách nôm na là quý vị có thể nắm bắt được. Một khi mà một cái mà khởi niệm mà khởi lên mà gọi là hỷ luận hay là tư duy mà nó xa rồi thực tế, nó sẽ kéo mình đi rất xa. Tất cả những cái này nó kết hợp với cái gì? Quá khứ. Hay nói một cách nôm na, nói một cách nôm na quá khứ, hiện tại, vị lai á. Là kết hợp với gì? Không gian và thời gian. Như vậy cái không gian và thời gian này mà đi từ triển tinh sánh nhà này mà gọi là triển tinh lâm tấm ô nhiễm là do ai chế tạc ra? Do ai chế tạc ra? Do ai chế tạc ra? Trong một cái từ mà quý vị đọc lại trong kinh Phật cũ á, quý vị có cái cuốn, quý vị nên có một cái cuốn sách mà gối đầu giường. Cuốn kinh có gối đầu giường, quý vị có không? Có Facebook hay làm chi có? Quý vị có Facebook gối đầu giường nhưng còn huyền tâm nghĩ quý vị cũng có đâu. Có Facebook á, Facebook gối đầu giường thôi à. Đúng không? Chính xác thì 90% rồi đó. Máy mà lên đây là gọi là như là quẹt mãi không ra phải không? Chúng tôi là quý vị chắc là thức tới khuya luôn mà gọi là vô face. Quý vị biết ở đây trong mà quý vị có một cái cuốn kính mà Huyền Tâm rất thích, Hoại Sư Bộ Chánh á, là cuốn kính đó là kính Phật cũ. Cuốn kính Phật cũ là cuốn kính mà căn bản nhất nói về cái đạo, giá trị đạo đức của trong Phật giáo. Cái câu đầu tiên là gì? Cái câu đầu tiên là câu mở đề cho toàn bộ giáo lý của Phật luôn. Gọi là tiến trình từ bắt đầu tới đấy thì chưa có mà. Cái đấy là tiến trình đây mình nói nghe, tiến trình gọi là phi ngôn ngữ này. Nhưng mà tiến trình đây gọi là trong kinh Phật cũ gọi là Mano Maya. Mano Maya tiếng Anh ta gọi là quý vị hỏi sư Bộ Chánh á, quý vị nên thỉnh một người một cuốn kinh Phật cũ, bằng biệt sư nào hè, có một vị sư mà dịch nhưng mà có cái bản Pali nữa, quý vị có không? Có không? Có phải không? Có dịch ra bản Pali nữa, dịch chủ thích ở phía dưới á, tức là trong là cái từ gọi là cái khúc này nè, cái khúc này từ nơi chỗ sanh nha mà tới Papancha này gọi là Mano Maya, có nghĩa là gì?
tấm tàu. Trong tấm tàu này có nghĩa là gì? Nghe này, mai một mà việc lúng túng là tôi trừ điểm hết á. Nói cái chi, nói ít thôi nhưng mà nói cho ta gọi là sao hè? Ý tài ngố ngoài á. Đọc những cái bài viết mà ý tài ngố ngoài thấy hạnh phúc lắm. Viết sao mà viết 3-4 trang mà chẳng biết nói cái gì, chẳng đọc chẳng vô cùng. Nói ít á, người ta gọi là ý tài ngố ngoài. Văn chương là phải vậy thôi à, mà Phật Pháp cũng còn nói nhiều. Nhưng tâm dạng như vậy là tâm nói hơi nhiều rồi, tiếc. Tâm tàu là gọi là manomaya. Manomaya tức là do tâm làm ra. Thì như vậy do tâm làm ra điều này có nghĩa là gì? Đối tượng của tâm là gì? Có phải là thế giới bên trong hay thế giới bên ngoài? Giả sử bây giờ quý vị có, ví dụ như bây giờ quý vị giận dữ, quý vị sân hận, cái sân của mình nổi lên, quý vị ghét ai đó. Thì như vậy quý vị ghét ai? Ai ai là đối tượng? Cái gì là đối tượng của cái tâm của quý vị? Cái tác nhân làm cho mình? No, chính cái sân của quý vị á, nó là đối tượng. Chưa hiểu hả? Khi mà quý vị nổi sân chẳng hạn, thì cái gì là đối tượng của cái sân của quý vị? Cái gì? Cái cơn giận, đúng không? Ôi cha trời, cả đi mà suy luận cũng ra thôi là chắc chết luôn. Có phải là đối cơn giận của quý vị không? Tại vì sao? Khi mà quý vị nổi giận là quý vị cảm thấy trong người như thế nào? Mệt mỏi này, người bức rứt mệt mỏi đi tới đi lui này, cái mặt hầm hực này. Thì cái gì? Cái nỗi buông, cái nói chúng là pháp trần hay là đối tượng của tâm, thì đó là cái gì? Cũng là một cái nỗi buông bực của mình cũng là. Chứ đâu phải cái người đó đâu. Đúng, cái người đó là họ là thúc đẩy cho mình nổi giận. Nhưng mà khi đó giận là mình chịu khổ, chứ ai chịu khổ hết á. Cháu ơi, nói đi thì được cho làm khó ghê lắm. Nhiều khi nói có thể mình mắc cờ. Có nào quý vị thấy mình mắc cờ không? Quý vị biết không, cái đời tu tập của mình á, mà sống trong một cái tăng chủng á, nó đỡ khổ nhiều lắm. Nó đỡ khổ trong một cái là ở đó mình có được cái sự bảo bọc, có cái sự hộ trì. Mặc dù có người họ thích mình, có người họ không thích, có người họ đồng ý với mình, có người không đồng ý. Nhưng mà ở trong một tăng chủng là quý vị biết, ở đó là mình thấy mình rất là rõ, thấy mình rõ lắm. Cho nên ở trong tăng chủng có những khi mình phải biết quê. Ngoài một cách nôm na là phải biết quê, biết ngoài một cách nó nói sao, biết hổ thẹn á. Giờ trong tăng chủng không biết hổ thẹn hoặc là trái ly cảm xúc luôn, là gọi là bỏ tay luôn, đừng có để cho đến đồ mới trái ly cảm xúc. Cho nên thế giới tấm tàu này, đối tượng của tấm cái đó là gì? Ai là chủ thể? Đấy là có chủ thể và đối tượng phải nào. Chủ thể tức là mình, đúng không? Ai? Và đối tượng là gì? Sắc trần. Cái gì mà sắc trần? Pháp trần này là gì? Đối tượng của chủ thể này, pháp trần, cái này là gì? Cái cơn giận chẳng hạn. Tại vì sao cái người đó họ đi rồi mà mình còn giận hầm hực? Có một sư cô mà nói Hiến Tâm mới chưa, Hiến Tâm còn nhớ hoài. Bữa đó đi đám, sư cô đó mất rồi, thì gặp một sư em khác, một sư cô khác. Này, cô biết rằng không, cái tế con cũng thân vì chị lắm. Mà con chỉ nói một câu về thôi mà chị giận con 10 năm. Nói câu gì mà giận 10 năm dữ vậy? Con nói là chị đây thấp đỡ tổn vài, rồi mà chị giận con cả 10 năm chị không chơi với con nữa. Trời ơi, chắc chứ chừng đó mà cũng khổ rứa. Đó, cho nên thành ra cái người ta nói là người ta đi rồi biệt đâu, người ta nói chơi một câu mà mình giận, mình ố mày cơn giận 10 năm. Cho nên cả đối tượng của cơn giận cũng là chính mình. Mình cũng là chủ thể, mình cũng là đối tượng của cơn giận. Cho nên cái này á, là cái mà mình phải là, cho nên quý vị biết, cái này là cái nhận thức rất là quan trọng. Cho nên khi mà khởi lên một cái viết tắc á, tức là khởi lên một cái khởi đầu của tư tưởng á, thì quý vị phải có một cái pháp tu để mà chế ngự. Có một cái pháp tu để mà chế ngự, chứ đừng có để mà gọi là bị trái ly cảm xúc á.
chai răng mà chai khiếp luôn á, chai hơn chi nữa, gọi là mình nói là mình không, gọi là không còn ngôn từ nào nữa để mà nói. Đúng ra mà nói là tại vì quý vị biết á, thật sự ra đi vào trong nhà chùa nó rất là khó, là tại vì ở trong chùa mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Có người vào cái gia đình á, là họ có giáo dục, có nhiều người ở trong gia đình họ không có thiếu giáo dục của gia đình, cho nên vô chùa là úi chao ấy, có nhiều người sao mà mình nói như họ không hiểu. Họ không hiểu, mình không nói thì mình cũng có trách nhiệm mà nói ra, hay như mình chỉ có mình nghe thôi á. Thằng khổ ở chỗ đó nè. Cho nên trong nhà chùa chỉ có hai, còn là mình tú mình phải cầu tiện thôi, con tú lắm cầu tiện là chịu rồi. Chịu, nhiều khi mình phải lầm lỡ thôi, chứ con lầm lỡ mà không mình lầm lỡ thì mình thấy mình cũng mang tội chứ không phải đó. Cho nên quý vị tu tập đừng làm khó, đừng làm cho những cái người lớn á, người có trách nhiệm ở nơi cái trụ sở của mình cảm thấy khó xử mà mình bị tổn phước. Bị tổn phước lắm tu được, khó tu lắm. Bây giờ nói chuyện, bây giờ cái tâm tạo này mình vừa là chủ thể vừa là đối tượng, cũng là cái gì? Cũng là chính mình. Vậy thôi, cái tiến trình này là tiến trình vừa là chủ thể vừa là đối tượng. Thì ngang cái chỗ mà quý vị đọc bài kinh mà an trụ tâm á, thì quý vị có thể hiểu là để mà làm thế nào để mà điều phục là sân tâm, hài tâm và dục tâm. Thì trong bài kinh Hiền Tâm đã nói với quý vị trong cái tờ mà quý vị đọc thêm để làm bài thí á, quý vị lên nói đến tiến trình là gì? Tiến trình là điều phục tâm. Quý vị phải có pháp tu thì phải có cái cách mà điều phục cái tâm của mình. Chứ con không có cách điều phục tâm mình á, có nhiều khi nó khó lắm. Có nhiều khi mình đi ra xây một cái chùa rất là to, Phật tử bổn đạo rất là quý mến, nhưng mà ở trong chúng thì tình huynh đệ không có. Cái khó nhất á, đối với Hiền Tâm thấy thương chỉ thương trong nhà trước đã. Huynh đệ trong nhà được đã. Còn người ngoài nhìn là thầy quý cô nào lấp lạnh hết á, hay như ai cũng Phật cả. Phật tử mà tới chùa hầu như thấy ai cũng là Phật cả, nhưng mà vô trong chùa mới biết. Cho nên cái vấn đề tu tập là vấn đề nội quán, ở trong chùa để mình tạo cái phước. Ta biết quý vị biết chủng tăng á, là cái màng mạch của Phật, của Phật Pháp, màng mạch của hạt giống của Phật. Cho nên quý vị mà không xây dựng một người đệ tử hay là một người học trò, một người gọi là một vị tăng mà chuẩn mực á, ít nhất không cần đòi hỏi lắm, cầu tiện là được. Làm quá như mình không tạo được cái không đền đảm được cái công ơn của Tam Bảo. Mà Huyền Tâm nghĩ nếu như quý vị phát một cái tấm á, thì tự nhiên có những cái yếu tố nó sẽ dắt dẫn quý vị nó đi rất là xa, nhất là quý thầy. Còn không thôi nó lao sao, nó nội dung nó không có. Tạo dựng một người, xây một người nó khó lắm. Mà cái chi trong lòng Huyền Tâm thấy cái mà thiêng liêng nhất là Huyền Tâm thấy hình ảnh của chúng tăng thôi à. Một đời sống của chúng tăng có thể hiện quá nữa cái cách sống của vị đó, là cái đó là cái quan trọng nhất. Con xây chùa nó không khó, xây chùa ai xây được cả. Mà sao nhiều người xây cũng giỏi, có những người sao mà thất hai ba cái hay gì đó. Có mấy sư cô mà gì khoa khoa tám của chị mới gặp Hiền Tâm mà nói có 10 cô thất lên, cô lên Đà Lạt thì cô cứ nói với con, mà cô về dưới Bình Dương cô còn nói với con nữa, ủa sao nhiều vậy, và con có hai cái thất lần, cháu ơi thất mua bao nhiêu là trời. Và con ở không hết, cho nên thành ra con phải là nhờ các mấy chị khác ở. Giỏi thiệt á, lên Đà Lạt có xây thất, về dưới Bình Dương xây thất nữa, hay thiệt. Rồi bây giờ quý vị nói cái vấn đề là bắt đầu nơi chỗ phá xa về Vedana, là tiến trình này là tiến trình thụ động. Còn tiến trình nơi chỗ Samnya mà tới Pancha Sangka. Bây giờ quý vị biết cái tiến trình mà trong tiến trình mà khởi lên cái tấm gọi là làm tấm ô nhiễm á, thì đối tượng và cái động cơ thúc đẩy là gì? Động cơ thúc đẩy là gì? Quý vị đọc lại trong bài kinh đó, quý vị sẽ thấy động cơ thúc đẩy mà làm nền tảng, nghĩa là làm động lực để mà kích hoạt những cái hạt giống mà gọi là những cái hạt giống mà làm cho tâm ô nhiễm, là nó cái khuynh hướng gì? Khuynh hướng tiềm tàng, khuynh hướng tiềm năng của
của căn bộ tham sân si, bất thiện căn hay là thiện căn. Rồi bây giờ quý vị ghi vài từ. Quý vị ghi vào vài từ để quý vị đánh giá. Rồi cái thứ nhất là mình học phương tiện nhận thức. Cái thứ hai là gì? Phương tiện nhận thức của cầu sáu giác quan. Cái thứ hai là gì? Hả? Giới hạn nhận thức. Như vậy trong tiến trình nhận thức á, làm cho tâm ô nhiễm là quý vị học là trong bài, trong quý vị ghi cái đoạn này vào. Cái thứ hai nữa, như vậy muốn thầy biết như thật là phải như thế nào? Quý vị ghi vào. Quý vị biết trong kinh có một cái từ á, thấy và biết. Như vậy làm thế nào để thấy và biết như thật? Quý vị ghi vào là định là nguyên nhân để thấy biết như thật, để đi đến. Trong cái chữ thấy biết như thật này á, thấy cái từ này á, là cái từ rất quan trọng, quý vị phải học thuộc lòng. Như thế nào gọi là thấy biết như thật? Thấy biết như thật đấy là thấy biết những đối tượng, những vật như chúng đang là, như chúng đang trở thành, như chúng đang là. Có một cái từ gọi là yathabhuta, từ này này. Yatha nanan das dasana. Yatha là như vậy, yatha là như thế, bhuta là như nó đang trở thành. Jnana dasana là thấy biết. Jnana là biết, dasana tưởng nghĩa là thấy. Thấy biết như nó đang trở thành. Như vậy á, cái thứ ba nữa, đây là nhận thức qua sáu giác quan, cái thứ hai jnana, cái thứ ba là panya là trí tuệ á. Bánh nha là trí tuệ, tức là sự thấy biết bên trong á, nó đến từ như kết quả của định á. Mày thấy được cái này mày chắc đứt tất cả các phiền não, các đức phiền não. Bây giờ quý vị trong bài quý vị có thể lập luận á, đưa cái câu này vào. Tức là nếu như đưa câu này vào trong nói đến cái vấn đề là thật sự ra quý vị có thể nói cái vấn đề là tu tập, ví dụ như trong cái dòng chảy tâm thức của mình, như vậy là mình đứng ở chỗ nào để mình thực hành ngang khúc nào. Thực hiện ra cái tiến trình tâm nó đi rất là nhanh, nhưng mà quý vị có thể sử dụng gì, quán tưởng, hoặc là sử dụng một pháp môn. Quý vị có thể là viết cái bài thân hành niệm. Tại sao mà quán niệm tinh thần mà trở thành một cái bài pháp? 16 phép quán thân hành niệm, tại sao mà trở thành một cái đề tài quán rất là quan trọng thời Phật tại thế? Mà mình hay bất cần cái chuyện gọi là mình nói thân mà quan trọng, tâm mà quan trọng. Thật sự ra quý vị tìm tâm không có, nhưng mà quý vị điều thân thì cái tâm tức khắc nó sẽ đứng yên.
Thì trong cái bài, trong cái 16 phép quán á, quý vị biết trong 16 phép quán mà có cái là án tình tâm hành, tôi sẽ thở ra, án tình tâm hành tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra, án tình tâm hành tôi sẽ thở ra. Mình nói ủa sao mà đâu có tình gì đâu, tâm mình tình mà sao bắt nó tình. Nhưng mà thật sự ra khi mình nhắc nhở cái sáng huyền tâm đã nói với quý vị rồi á, cái đề mục quán á, có nhiều khi quý vị có thể là theo dõi hơi thở, hoặc là có khi quý vị sử dụng một cái câu để quý vị nhắc nhở. Ví dụ nếu như một người bị bệnh chẳng hạn, mà quý vị mà cứ cáu có về cái căn bệnh của mình á, thì sẽ làm cho tình trạng căn bệnh nó sẽ xấu thêm. Nếu như mà quý vị có một cái thái độ tích cực á, thì tự nhiên nó sẽ, cái căn bệnh mình nó sẽ không có bị trở nên là tồi tệ. Cho nên quý vị biết khi mà căn bệnh ung thư á, cái này ngày xưa mình nói ủa đúng là thiệt, mình càng nghĩ mình càng học, mình thấy trong kinh tàng kinh điển một Đức Phật, những lời Đức Phật dạy quá sâu sắc mà mình không nắm được. Mình nói cái chi an lạc cả, sao mà tự nhiên nói an lạc dễ vậy, khổ. Nhưng mà tại sao mình 16 phép quán mà Phật cứ nói thở vào tôi biết tôi thở vào dài, tôi biết tôi hít vào là hơi thở dài, rồi thở ra tôi biết là tôi thở ra một hơi thở dài, rồi hít vào tôi an tình tâm hành, tôi hít vào an tình tâm hành tôi thở ra. Nhưng mà quý vị biết người ta nói bây giờ thì căn bệnh ung thư có một cái cột thái độ mà có thể chữa được căn bệnh ung thư, đó là thái độ lạc quan, tức là quên cái bệnh đó đi, thì tự động á những cái tế bào ung thư nó sẽ bớt hoành hành. Nhưng mà cũng có những cái mà có lý chứ không phải không có lý, là quý vị biết một cái tế bào trong cơ thể của mình á, nói đến cái trên mặt vấn đề mà gọi là nghiên cứu về khoa học á, mỗi trên cơ thể của mình á, cái tế bào của mình nó có tai, nó nghe hết á. Nó có tai, có nghe. Bây giờ nói là trí nhớ, nó nằm trên này. Cái thức nó nằm ở đâu? Nằm có một chỗ chứa đựng thức ở trên não bộ. Không. Bây giờ càng ngày các tâm lý học người ta nói không, thực sự cái tâm thức là cái ở trong không gian, nó tác động lên con người, chứ không phải nó nằm ở trong tâm thức của mình phóng chiếu ra. Nói như vậy là quý vị biết càng ngày là khoa học nó càng cảm thấy bó tay để mà hiểu được cái ý thức là gì. Tại vì ở đó họ không tin vào cái nghiệp báo nhân quả, họ không tin vào cái gọi là có tái sanh đời sau, cho nên họ không giải thích, họ bỏ tay. Đối với thế giới khoa học là chỉ có trước mắt là não bộ. Còn không có não bộ là tất cả mọi cái vận hành của con người nó chỉ nằm trong não bộ thôi. Nhưng mà Phật giáo nói gì? Họ nói ví dụ như bây giờ họ nói đi, ý thức nó được kích hoạt dựa trên não bộ. Nhưng mà khi có người họ chết rồi, chết cả một tiếng, hai tiếng rồi, nhưng mà họ vẫn nhìn thấy được, tức là khi mà họ thoát xác rồi họ phải thấy được là bác sĩ làm gì rồi, gia đình khóc lóc như thế nào, rồi họ thấy họ đi ra khỏi thân xác, đi ra khỏi mày ngõi mày nhà, nói chung đi ra khỏi bệnh viện luôn. Thì xong rồi một hai tiếng sau thì họ trở về lại, thì như vậy tâm thức làm sao mà giải quyết được cái vấn đề ý thức được. Cho nên khoa học mà bỏ tay càng hiểu về là ý thức là con người lại càng ít biết về con người hơn. Mà ở đó Phật giáo trả lời được câu hỏi đó, tức là gì? Ý thức nó kích hoạt. Đức Phật không có nói là kích hoạt trên não bộ, mà ý thức là nó được kích hoạt cái gì? Ở trong tiềm thức. Khi mà ý thức hoạt động, nó phải kích hoạt tiềm thức. Như bây giờ nói ý thức mà nó ý thức là nó tồn tại một mình. Ví dụ như trong giấc ngủ mình có ý thức không? Có không? Có. Ví dụ sao? Con mũi cắn một cái mà sáng dậy mình thấy tái đây mà tệ cái hôm. Con mũi cắn đây mà mình đánh vậy mà nó chết mình có biết. Nhưng mà vậy khi đó là nó cái ai làm việc? Ý thức làm việc hay là vô thức làm việc? Vô thức cái mình ngủ mình đâu có biết. Sáng dậy mình thấy trong tay mình tự nhiên có con mũi dính cái con bàn tay của mình. Tại cái hôm mình ngủ mình làm vậy mình đâu có biết đâu. Đúng không? Cho nên những cái này là cái vấn đề tiềm thức khoa học chịu. Nói chung khoa học có nhiều cái họ đang còn bế tắc lắm, nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là họ sẽ trả lời được tất cả mọi cái. Nhưng mà càng quý vị có biết bản chất của khoa học là gì không? Bản chất của khoa học là họ làm, nghĩa là coi như họ đưa ra một cái lập trình có sẵn, họ muốn mọi thứ phải theo như họ
Khoa học là vậy đó, không phải có tổ chức như vậy, tổ chức như kia. À, mình là phải là có người có thể là gọi là kiểm soát thế giới, có người có thể là bắt phục thiên nhiên phục vụ cho con người theo cái cách mà con người muốn. Đó, đó là những cái mà khoa học muốn đó. Khoa học muốn thế nào thì thiên nhiên phải theo như vậy. Nhưng mà thật sự ra chỉ có cái họ nói như vậy thôi. Chứ còn khi mình đi trở về tâm thức là họ nói à, thì ra con người cũng có hai nhóm các nhà khoa học. Họ nói rằng càng tìm hiểu về con người thì họ càng bỏ tay về về hiểu về cái ý thức của con người. Nhưng một nhóm nói rằng à, ý thức của con người là nó hoạt động là dựa trên não bộ. Nhưng mà một nhóm nói không, ý thức con người nó không hoạt động trên não bộ. Ý thức con người nó có mặt ở ngoài không gian, ở có mặt nó có ngoài thân của con người. Tại vì nó có thể đi vào đi ra được. Cho nên chính vì vậy mà cái ý thức á, là nó có thể một mình tồn tại mà không cần một mình tồn tại mà không có khái niệm về không gian và thời gian. Rồi bây giờ quý vị ghi vào. Rồi bánh nhá là chắc đức phiền nào. Bây giờ cái đoạn này á, thì quý vị cái đoạn mà gọi là chi đó tiến trình mà loại trừ cái tâm ô nhiễm, quý vị nói cái vấn đề này thấy chưa. Xong rồi quý vị nói vào cái kính an trụ tâm, đọc lại cái bài đó, quý vị hiểu. Bây giờ giá trị nhận thức, giá trị nhận thức thì có hai, hoặc là nhận thức sai lầm, hai là nhận thức đúng. Nhận thức sai lầm là tiến trình làm cho tâm ô nhiễm, và nhận thức đúng đó là nhìn sự vật như là yathābhūtam, có nghĩa là nhìn sự vật như là bây giờ quý vị ghi vào vài câu nhận định. Khi mà nói đến tiến trình làm tâm ô nhiễm thì lúc nào nó cũng phải kết hợp với tham ái, kết hợp với là khuynh hướng của tâm. Quý vị ghi vào là thứ nhất. Cái thứ nhất là quý vị ghi vào là khái niệm papancha, khuynh hướng làm cho tâm ô nhiễm á. Nó đi đôi với là tanha. Tanha là gì? Tham ái. Mana là gì? Mana là gì? Hả? Hả? Cái gì? Thầy nói cái gì con tắm nghe nơi. Mana là gì? Mạng. Không. Mano là khác. Mana là khác. Đúng ra mà nói đọc chữ này là mana, còn chữ này là mana. Tại vì đây hẳn là ai dài. Được chưa? Nhớ khéo luôn nè. Mạng. Cả thêm cả nữa là đích thi là gì? Tà kiến. Cái thứ hai nữa là tại vì sao? Tại vì quý vị biết cái này nó đi đối với cái gì? Nó kết hợp cái gì? Kết hợp với cái ai? Vậy là cái gì? Cái tôi với cái suy luận, tiến trình suy luận tư. Tiến trình suy luận tư. Từ cái tôi. Mình nói hỷ luận đi. Hỷ luận tư. Tôi. Khái niệm về cái tôi là khái niệm ảo. Từ bắt đầu papancha là bắt đầu có cái tôi rất là rõ. Papancha là bắt đầu có cái tôi. Không có cái tôi là không có cái papancha. Cái tôi là fiction. Fiction tức là ảo tưởng. Cái tôi này chẳng qua là cái gì?
cái quy định của thế gian hay là có giá trị quy định thôi. Giá trị quy định mà trở thành một giá trị gì? Thường có. Thật sự cả tôi có chứ không phải là có. Nhưng mà cả nữa là có gì? Giả có. Ảo tưởng, cả tôi chỉ là ảo tưởng trong tiến trình tư duy ngôn ngữ. Rồi, cái thứ ba. Papancha kết hợp với là Papancha hoạt động với khuynh hướng làm nên, với khuynh hướng làm nên cái tôi. Khuynh hướng tùy miên, với khuynh hướng tùy miên làm nên cái tôi. Cả thứ tư, Papancha vừa là chủ thể, vừa là đối tượng. Bài thứ năm, mấy cái này là Huyền Tâm chỉ cho quý vị một vài điểm để quý vị bám vào những điểm nào quý vị thích. Tùy theo cái bài, quý vị đi theo cái đường nào, quý vị có thể viết 5-7 cách quý vị sẽ tiếp cận, quý vị phân tích. Cái việc bài là tùy theo quý vị trình bày như thế nào. Huyền Tâm cho quý vị một loạt là quý vị chọn, vậy mới đi ra chờ vậy là có sẵn cả rồi, chỉ có cái là mua về để nấu ăn thôi à. Nấu người là Huyền Tâm làm vườn hết rồi, rau cỏ có cả rồi, chỉ có cái là có sẵn để bắt đầu là ưa chọn món gì là vô nấu ăn thôi. Thật sự ra cái học về cái tu cũng giống như nấu ăn vậy đó. Có sẵn đó, quý vị trình bày, quý vị là nấu ăn sao cho ngon thì tùy quý vị à. Chắc không ai bắt là quý vị cái này là phải bỏ cái kia vô, ví dụ như vậy. Tùy theo cái cách nấu ăn của mỗi người, quý vị trình bày cái bài như thế nào. Thì gọi là thức ăn đa dạng rồi mà nấu cũng được nữa thôi thì. Rồi, Papancha có nghĩa là quý vị thích điểm nào là quý vị có thể lựa chọn, rồi quý vị phân tích một vài điểm thôi chứ đừng có đem hết vô nói lúng túng. Manomaya, cái từ này Huyền Tâm rất là thích. Manomaya là gì? Tâm làm, do tâm làm ra. Cái thứ sáu, là Papancha là con đường chướng ngại. Chữa ngài đi đến Niết Bàn. Tại vì quý vị biết cái có ngôn ngữ ra rồi là có chí, có sự phản đoán, có sự suy luận, có phải, có trái, có tôi, có người, có tất cả cả một thế giới làm nên. Cho nên cái Papancha này một khi mà nó đã trở thành cái gì? Nó trở thành gọi là láng tỏa, láng rồng, nó kéo mình đi rất là xa. Thì nó rất xa rồi về thực tại. Cái thứ bảy, Papancha là màng lưới của những khái niệm. Lối kéo. Của những khái niệm phản đoán suy diễn chấm chấm. Tất cả những cái này quý vị ưa nói gì quý vị nói. Vào trong ba thời, lối kéo vào trong ba thời là gì?
quá khứ, hiện tại, vị lai, cả này là do như quý vị là suy diễn ra. Ba thời mà cả này được gọi là gì? Cả này là Maya. Mano Maya là khác ma. Ma Mano Maya. Maya, còn bây giờ Maya, Maya là gì? Cả này là gì? Cái chữ A và chữ Ơ nó rất quan trọng. Cho nên khi mà quý vị học Pali, học tiếng Phạn, quý vị phải nhớ Ma Gia và là Ma Gia, hai từ khác nhau. Số nhiều à? Thầy nói số nhiều à? Cái này là thế giới của Ma Gia, thế giới của ảo, của gọi là của mê cung á. Thế giới của mê cung do tâm tạo ra, gọi mình gọi là mê cung đi. Mê cung của tâm. Chắc là từ nay mê cung là chính xác lắm. Gọi là mê cung của tâm hay là thế giới hiện tượng của tâm. Trong cái tiến trình á, mà làm tâm ô nhiễm á, thì một khái niệm khởi lên như vậy nó bị thúc đẩy bởi tham ái. Khái niệm bị thúc đẩy và phóng chiếu, quý vị có nói là phóng chiếu đi, tức là phóng chiếu của tham ái. Thứ 9, nhận thức giác quan á, là một tiến trình có hai phần. Tiến trình là có hai phần, chủ thể cũng là nó và đối tượng cũng là nó, tức là mối quan hệ lượng nguyên. Hai loài sanh nha này á, thì loại thứ nhất á, ấn tượng giác quan nó thuộc về rupa, và cái loại thứ hai mà có khái niệm thì nó thuộc về tâm. Nó thuộc về cái thứ hai là gọi tên, sự gọi tên á, nó thuộc về nam á. Tại vì chỉ quý vị chưa biết cái chữ khái niệm ở trong Pali có tiếng là Nimitta. Nimitta này á, cái mà gọi là quay tên, gọi là cái khái niệm, gọi là chữ Nimitta, tức là dấu hiệu thôi. Nó chỉ là dấu hiệu để mình nắm bắt một cái khác, chứ nó không phải là cái thực tồn tại bên ngoài. Ví dụ như mình nói là đây là cái bàn, thì cái bàn này chỉ là một tên gọi của sự vật, chữ bàn không phải nó là bản thân của sự vật. Quý vị hiểu chứ nào? Cho nên trong cái ngôn ngữ, cái concept á, cái khái niệm á, thì ở trong từ tiếng Pali có từ gọi là Nimitta. Nimitta này á, mình dịch ra tiếng Việt mình nói một cách nôm na, Nimitta là cái dấu hiệu, dấu hiệu hay là cái khái niệm, cái tên gọi, là cái mà dấu hiệu để mình hiểu cái thực tại, chứ không phải chính nó là bản thân thực tại. Cho nên quý vị biết khi á, mà mình định lượng một giá trị, thì giá trị đó có thể trong ngữ cảnh này nó có giá trị, nhưng mà trong ngữ cảnh khác nó không có giá trị. Ví dụ như bây giờ Huyền Tâm nói là diamond, tức là gì? Kim cương. Kim cương nó chỉ có giá trị ở trong xã hội con người, nhưng mà đi vào bỏ một hạt kim cương mà ở trong sa mạc á, quý vị có sử dụng cái hạt kim cương nó được không? Vô trong sa mạc quý vị mà đem theo cái hạt kim cương đi là coi như giá trị zero. Khi đó trong sa mạc cái gì là quan trọng? Nước. Cho nên cái giá trị, cái định lượng của con người là chính là cái mano này này. Cái từ mano này rất là hay, mà quý vị hiểu được cái từ mano này rất là hay. Mano ni hằng phát xuất như từ mun, có nghĩa là đo đạc, đo lường. Con người là thước đo của vạn vật, từ đây mà ra. Một giá trị,
một sự vật có nhiều khi nó thay đổi giá trị của nó tùy theo từng người, tùy theo từng tổ người trong xã hội, tùy theo ngữ cảnh, tùy theo không gian và thời gian. Thêm một cái nữa là số mấy rồi? 11. Sáu mươi hai trường phái ngoại đạo. Tuần sau mình học thêm một buổi nữa. Theo lời văn phòng nói ngay sau cô, tuần sau cô dạy thêm một buổi nữa cho đủ tiết. Ai thích đi học thì đi học thôi, có sao đâu. Nhưng mà bổn phận huyên tâm phải đi thì cho xong, trong lòng mình thảnh thơi làm mà chi. Đấy, ai nói cho tài cô hay đi, đi đâu cứ thấy mặt mình là cứ nói mình đi à. Cho nên dù rằng nữa, thật sự ra mấy huyên tâm cũng nên dạy đủ để cho mình có cái chữ tín. Chứ không thôi mình dạy mà mình trật trật dạy mà cuối cùng mình bỏ đi thì hàng không có ý nghĩa chứ cả. Lần sau mình học cái khác, khỏi lo, đủ thứ cái để mà học. 62 đâu rồi? 62 trường phái ngoài đạo á, nói chỉ là màng lưới của cả khái niệm khởi lên từ đâu? Khởi lên từ đâu? Thọ. Mười một, mười hai. Có một cái từ á, Nipapancha, đối lập với chữ Nipapancha có nghĩa là niết bàn. Tức là khi đó sự chấm dứt tất cả những khái niệm đối lập. Rồi xong. Buổi sau khác, thiếu chứ cái để học. Bữa sau là mình học cái khác, nhiều cái để học lắm. Chứ quý vị nếu ra một vô hiện tâm một vài từ mà quý vị cảm thấy thắc mắc nhất trong những cái gì quý vị học mấy bữa giờ. Quý vị cho huyên tâm biết một vài khái niệm mà quý vị bắn khoan nhất, trời ơi, ngồi ngỏ cười hạnh phúc chứ tì. Con mấy phục nó thôi. Chứ là quý vị nói cho huyên tâm những cái chứ học là mình phải cầu tiến. Những cái gì mà làm cho quý vị bắn khoan nhất mà quý vị không có hiểu, quý vị cho huyên tâm biết. Hoặc là email qua cho huyên tâm. Có mấy vị á, huyên tâm không có biết tên. Quý vị biết không, Huyên Tâm để cái Facebook của Huyên Tâm là mấy thông giống, nhưng mà cái mặt này nó chân in nơi cái chỗ là ai nhìn vô là biết Huyên Tâm liền à. Ghi tên cái chi mà hoa đào nở, rồi hoa đào tiếng chi đỏ, rồi cứ như bò một đứa bé cười nhắn răng là mình chẳng biết ai hết. Trời ơi, chứ giấu chứ mà giấu kỹ rứa. Huyên Tâm thì cứ như nói chung mà cũng vừa thôi, cho mình giấu dữ quá mà gọi là chi. Một lần mà Huyên Tâm mà đi dài, Huyên Tâm mà ghi cái mà là Facebook cái của Huyên Tâm lên trên bảng, là cuối cùng là hôm sau mở ra là thấy một loạt lâu đăng ký qua là chỉ kết bàn á, Huyên Tâm kết ai hết á, đâu biết ai đâu kết. Kết ít nhưng phải biết mặt, à người này là thế này thế kia, cho Huyên Tâm bao giờ kết bàn Huyên Tâm không biết được hết á. Cho nên quý vị nào mà gọi là cổ kết bàn với là mấy thông dòng thì Huyên Tâm xin sorry. Ít nhất Huyên Tâm phải biết người đó là ai. Đó là mình thì có một cái cảm giác gần gũi chứ Huyên Tâm không có nói chuyện với người lạ ở trên mạng đâu. Không bao giờ. Không biết là Huyên Tâm không nói chuyện với người lạ đâu. Cho nên quý vị biết mà mấy thông dòng là mở ra là cũng tại vì quý thầy quý cô đề nghị khóa 10 Huyên Tâm mới mở cách đây có 2 năm thôi à. Huyên Tâm không có sai face. Tại vì vô mình đăng lên là rắn cô không có chiếc kia băng cái chi đó. Rắn cô không đăng lên những cái chi cô làm mà nó.
có gì đâu, mình đâu có làm gì đâu, ai có Phật sự chùa chiền được, mình có chứ hết, biết đăng cái chi chứ, hắn có chứ mà để mà đăng hết á. Nhưng mà thỉnh thoảng vô để mình coi, có nhiều vị họ đăng lên những cái bài viết rất là hay, hoặc là những sao bài viết khuyên tâm đâu có gì đâu mà đăng. Thật sự mới nhỏi về nên tâm rất thích đăng, nhưng mà thấy nhìn tới nhìn lui mình có chứ cả. Cho nên mình đi đọc những cái chứ tin tức trên mạng thôi. Còn quý vị nào mà gọi là quý sư cô mà gọi là kết bạn với Hương Tâm với mấy thông giống là dạ thưa nói dạ, con đây là tên chi đó, học khóa nào. Trời ơi, dậu chứ mà dậu quá kỹ, không biết thực trạng, biết mặt mũi đang hết. Không bao giờ Hương Tâm nói chuyện với người lạ, mẫn bao giờ Hương Tâm kết bạn với cái người mà Hương Tâm không có biết. Kết bạn ẩu lời khi có chuyện chia sẻ ra là sao, đúng không? Chứ bây giờ quý vị có thể, chứ bây giờ mình tới thứ bảy, quý vị có những cái thắc mắc gì quý vị viết vào trong, gửi vào trong cái inbox của cái message của mấy thông dòng cũng được. Còn không quý vị gửi vào email tambode108. Có người hỏi Huyền Tâm là có phải sinh ngày 10 tháng 8 không? Là dạ thưa, dạ không. 1008 chuỗi hột á, tuổi niệm ngũ niệm Phật á. Tuổi ngũ niệm Phật á, dùng cái sâu chuỗi 108 hột á. Cho nên gọi là 108 chứ cả đó không phải là ngày sinh của Huyền Tâm. Quý vị học đạo đức học chưa? À, đang học hả? À, quên, thứ bảy mình sẽ học chữ hành uổng với là thức uổng, được chưa? Những cái khái niệm này quý vị phải biết, nhưng mà phải biết cái chứ cho mới chút, chứ không thôi quý vị mà cứ lặp lại những cái mà cũ quá rồi mà tự nhiên khi mình phân tích được. Thật sự ra nó có trong từ điển hết á, quý vị không chịu trả thôi. Tuần sau mình học chữ hành với chữ thức, hành uổng với thức uổng. Quý vị biết cái chữ Nama Rupa có một cách định nghĩa rất là dễ hiểu. Nama là những gì chúng ta kinh nghiệm, và Rupa là những gì bị kinh nghiệm. Rupa, Nama là những gì chúng ta kinh nghiệm, và Rupa là những gì bị kinh nghiệm. Định nghĩa này nó cũng rất là hay. Những cái Hương Tâm là viết ra là không phải nói khăng khăng mà nghe. Đọc mà thiếu đường mà cũng bắt chưa thấy càng ngày càng tỏ ra này, thấy không? Quý vị chỉ có ngày ngồi nhắm mắt và là uống trà, ngồi nhắm mắt và làm bài đó mà. Trời ơi, Hương Tâm mà soạn bài mà dạy cho quý vị á, là quý vị biết hai con mắt là phải. Tại vì một cái này thật sự Hương Tâm thích nghiên cứu. Những ai bắt Hương Tâm làm mấy cái đi hết, chứ Hương Tâm dạy một cách dễ hiểu mà giống như lập 5, lập 10 cũng được thôi. Không ai bắt hết. Không ai bắt Hương Tâm dạy như vậy cả. Nhưng mà quý vị biết khi mà quý vị nghiên cứu á, là quý vị có những cái ý tưởng mới, có những cái khám phá rất là hay. Cho nên Hương Tâm rất thích nghiên cứu nó làm cho mình nó phát ra những cái ý tưởng và những cái cách hiểu á, nó rất là mới mẻ. Như bây giờ Nama Rupa bây giờ cả này thật sự đâu phải là cái Hương Tâm là từ đầu Hương Tâm nói ra, nhưng mà những cái Hương Tâm đọc sách, Hương Tâm chắc lọc lại, rồi Hương Tâm thẩm chứng, rồi Hương Tâm suy nghiệm, mình cảm thấy có những ý tưởng hay mình viết vào. Cho nên hai cái cuốn sách này là gọi là hai cuốn để đời á, không cho ai hết á, gọi là chết đem theo luôn. À chứ sao, quý vị biết cái cuốn mà gọi là Hương Tâm học tiếng Phạn, mà khi mà Hương Tâm dạy cái lớp mà khóa 10 anh văn á, Hương Tâm mà đem cái cuốn sổ tiếng Phạn, cuốn sổ Hương Tâm viết cái ngữ pháp tiếng Phạn, Hương Tâm cho photo, Hương Tâm tiếc ghế làm tiếc đứt ruột lắm á.
Rồi tính hóa người ta để trong đó học mấy năm mà cũng như bẻ hai con mắt ra mà soàn luôn, mà chưa đi photo mà về đôi khi không biết giá trị của nó nữa. Sách á phải chọn người, sách phải chọn người. Cho nên thành ra hai cuốn sách này chắc chết đem theo luôn. Thiệt. Nói đúng ra mà quý vị biết á, Huyên Tâm học mười mấy năm cho đến bây giờ mà cái việc tay của Huyên Tâm mà đưa cho quý vị coi, quý vị thấy cũng khá khủng khiếp đó. Việc tay rất nhiều. Có một cuốn sổ là gần 1 kg. Gần 1 kg. Một cuốn sổ mà gần 1 kg là quý vị biết nó nặng là biết mấy. Mà cuốn sổ nó Huyên Tâm viết hết đó. Luận văn Huyên Tâm viết, luận văn tiến sĩ Huyên Tâm viết tay hết. Viết tay xong rồi đánh số trang luôn. Tại vì sao? Tại vì khi mình viết tay như vậy á, là cái ý tưởng nó ra tự nhiên hơn. Ý tưởng nó ra rất tự nhiên. Mà mình viết trong màng á, thì có nhiều khi nó không tự nhiên là tại vì mình xóa tới xóa lui nhiều. Nhưng mà khi mình viết tay tự nhiên không hiểu sao. Khi mà cầm cái viết lên Huyên Tâm cảm thấy rất là thoải mái. Trong tâm tư của mình giống như một cái viết là một vậy đó. Mà không, nó không có một cái cảm giác này khi mình gõ vào trong máy tính. Gõ trong máy tính là mình bị khựng lại rất nhiều. Nhưng mà khi mình cầm cái việc mình viết tay á, là mình cảm thấy nó rất là dễ chịu. Cho nên Huyên Tâm mà đem cuốn sổ mà 1 kg đó cho quý vị coi là quý vị cũng khủng khiếp lắm. Là cuốn sổ này quý vị biết Huyên Tâm đi mua ở chỗ nào không? Hồi đó ở bên Ấn Độ là có một gọi là cái cúp. Cái cúp tức là một cái shop mà bán những cái cuốn sổ cho sinh viên vậy á. Thì trong đó có một loài sổ mà họ để dành á, là mấy cái người mà bán kho hàng á. Vì vì biết không? Cuốn sổ mà dành cho những thư ký mà viết cái kho hàng á. Cuốn sổ nó dày vậy này, mà nó to, nó rộng gần bằng cái này. Dày lắm, dày cộp vậy này. Nhưng mà Huyên Tâm thích một cái là giấy, giấy thì màu vàng. Nhưng mà ở trong đó nó trơn, nó không có gạch lai nhiều. Thì một Huyên Tâm cái cuốn sổ nó không đem theo được, không bỏ vào trong túi được, tại vì nó quá to. Nhưng mà chỉ để trên bàn, lúc nào nó còn mặc trên bàn ít nhất cũng 3-4 năm. Viết từ A tới Z đầy cuốn sổ luôn, chứ vẫn còn cuốn sổ đó. Quý vị tập viết đi, quý vị đọc một đoạn kinh, xong rồi quý vị viết ra một đoạn kinh đó, quý vị nghĩ gì trong cái đoạn kinh đó. Quý vị cứ tập làm như vậy cứ khoảng 100 ngày. Làm được không? Làm 100 ngày quý vị phải có một cái lời nguyện. Thì khi đó quý vị sẽ thấy, quý vị học kinh, quý vị sẽ có cái pháp lạc, có cái niềm vui. Chứ còn mình tu mà không có những cái pháp lạc đó, mà cứ ăn rồi mới dòm dao mới xoáy nhau không à. Xoáy răng mà xoáy, mà cũng như nghĩa là chuyện không thành có luôn. Nhất là quỷ sư cô. Tại vì sao? Huyên Tâm cũng là ni, Huyên Tâm ở chùa ni, Huyên Tâm biết. Quỷ thầy cô có. Có chứ sao không? Có. Không học pháp là uổng. Pháp học là pháp tu. Đừng có tách biệt là mình học, học để nhi làm gì cho nhiều, những phải đâu, pháp học là pháp tu thì quý vị mới có niềm vui. Còn không thôi quý vị khó mà có niềm vui lắm, đừng có tách ra. Tại vì ngày xưa, quý vị biết ngày xưa thì các vị mà thành tăng ngày xưa cũng nghe nhờ chứ. Thánh văn mà ngộ đạo tức là phải nghe pháp mới ngộ đạo, phải học pháp mới ngộ đạo được, chứ đâu phải tự nhiên mà các ngài mà chứng thánh đâu. Đúng không? Thôi chứ mình nghỉ hè. Nghỉ được không?